Hãng sản xuất điện thoại đến từ Hà Lan vừa cho ra mắt sản phẩm Philips S38 với những điểm nổi bật trong phân khúc điện thoại thông minh phổ thông. Philips S38 được thiết kế theo phong cách đặc trưng riêng của hãng, mình cầm thì cảm giác khá nặng nhưng chắc tay. Cạnh phía trên thì được làm phẳng, còn phần phía dưới thì hơi bầu. Mặt trước phía trên có loa thoại, logo Philips và camera phụ. Phía dưới là ba phím cảm ứng nằm bên ngoài màn hình cảm ứng. Mặt sau được làm bằng nhựa mịn, ít bám dấu vân tay, camera chính lồi lên một chút, đèn flash nằm ngay phía dưới, logo Philips và cuối cùng là loa ngoài. Cạnh bên phải có nút nguồn, cạnh trái là nút tăng giảm âm lượng. Trên đầu là sắt cắm tai nghe 3.5 cùng với cổng micro USB. Cạnh còn lại của máy thì chỉ có một micro đàm thoại. Mặt phía trước của Philips S38 là một màn hình rộng 5 inch với độ phân giải HD, là một sự nỗ lực đáng ghi nhận của hãng dành cho các thiết bị phổ thông. Mật độ điểm ảnh khá tốt đến 320 dpi, do đó các chi tiết hình ảnh có thể được quan sát rõ ràng. Ngoài ra màn hình còn được trang bị tấm nền IPS giúp cho góc nhìn rộng và màu sắc hiển thị tốt, thích hợp để chơi game, đọc tin tức. Philips S38 sở hữu chip lõi tứ 1.3 GHz của MediaTek và RAM là 1GB, bộ nhớ trong 8GB và hỗ trợ thêm hệ nhớ ngoài để bạn có thể lưu trữ được nhiều dữ liệu hơn. Kết hợp với hệ điều hành Android 4.4 thì bạn sẽ có một kho ứng dụng khổng lồ của Google Play thỏa sức chọn ứng dụng game trên này. Philips S38 có một chiếc camera 8MP hỗ trợ lấy nét tự động và đèn flash trợ sáng. Theo cảm nhận của riêng mình thì chiếc camera này lấy nét khá nhanh, màu sắc của ảnh chụp cũng hiển thị gần đúng với vật thật hơn những sản phẩm cùng giá khác. Ngoài ra Philips S38 còn hỗ trợ camera trước với độ phân giải đủ tốt để bạn có thể chụp được những bức ảnh tự sướng khá rõ hoặc là có thể dùng với tính năng gọi video cũng rất tốt. Philips S38 là một chiếc smartphone màn hình lớn thuộc phân khúc phổ thông nhưng được gia công và trang bị khá tốt phần cứng bên trong. Thiết bị có thể đáp ứng được rất nhiều nhu cầu hàng ngày của bạn như là lướt web nhiều tab cùng lúc, xem phim, chụp ảnh, chạy đa nhiệm, cập nhật mạng xã hội hàng ngày và hỗ trợ hai sim hai sóng vô cùng tiện lợi. Nếu thấy video hữu ích đừng quên like, chia sẻ với bạn bè và nhấn vào nút đăng ký nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.